Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 196 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói lúc này, Cố Nhân Ảnh lại loáng thoáng đoán ra nguyên nhân. Thiên kiếp vốn đã gần kết thúc, mà lúc trước Phi Thiên Hoàng Vương vốn đã để vô số phân thân chứa đựng khí tức của mình lao vào trong lôi đỉnh. Cuối cùng bản thể cũng chôn thây dưới lôi đỉnh, mà thực lực của hắn cũng rất gần độ kiếp. Vậy nên mới khiến thiên kiếp phán đoán rằng người độ kiếp đã chết. Có quá nhiều cơ duyên bé nhỏ trùng hợp hiếm thấy trong này, vậy nên mới tạo nên kết cục như vậy. Nàng cũng không khỏi cảm khái vì nó. Phi Thiên Hoàng Vương một lòng ngăn cản Linh Vương Kim Thiển độ kiếp, đồng thời trả giá sự nỗ lực cực lớn, cuối cùng lại gánh chịu cái giá thảm thiết khi độ kiếp thất bại giúp Linh Vương Kim Thiển. Kim Phú Quý và Nhạc Vũ Dương đều thở phào nhẹ nhõm. Bất kể làm sao thì cuối cùng cũng coi như giải quyết một mối họa to lớn giúp Thanh Châu. Đây là trách nhiệm của Kim Ưng thống lĩnh và đại tướng quân họ. Hắn chợt nhớ tới cảnh tượng ban đầu mà Phi Thiên Hoàng Vương bày ra, thế là vội hỏi Lý Thanh Sơn. Thiên Long Thiền Viện thế nào rồi? Chấn ma điện bị hủy, ma quật đã mở ra, ma vực tiến công với quy mô lớn, trăm vạn đại quân đã đánh tới. Hiện tại ta phải quay trở về trợ giúp, nếu mấy vị có hứng thú thì có thể cùng đi xem thử. Lý Thanh Sơn liếc mắt nhìn Linh Vương Kim Thiền một cái, tin tức này không thể khiến hắn thay đổi sắc mặt, chỉ thấy hắn ngây ngốc nhìn về phía vòm trời. Trong lòng hơi tiếc nuối, nếu hắn có thể đến giúp đỡ một tay thì nhất định sẽ mang đến sự trợ giúp rất lớn. Nếu chỉ nói riêng về cảnh giới, rất có thể hắn là người đạt cảnh giới cao nhất trong yêu vương và yêu đế ở Cửu Châu. Chẳng qua hiện tại vẫn không nên quấy rầy hắn mới tốt. Thế là Lý Thanh Sơn duỗi một tay ra, một chuỗi khô cốt niệm châu luồn vào cổ tay hắn, sau đó hắn lập tức dương cánh phá không mà đi. Đại phụ thân, cho ta với. Tiểu Phượng Hoàng đuổi theo. Sao lại gọi ta là đại phụ thân? Lý Thanh Sơn trợn mắt. Lẽ nào gọi không đúng sao? Chớ đi với ta, ngươi còn chưa vượt qua thiên kiếp thứ ba, đi xem náo nhiệt làm gì? Tìm muội muội ngươi đi chơi đi. Lý Thanh Sơn ra lệnh. Tuy Tiểu Phượng Hoàng không tình nguyện, nhưng cũng không dám tranh luận với Lý Thanh Sơn. Dù cho đó chỉ là phân thân của đại phụ thân, chỉ thấy thân hình nó xoay một cái rồi bay vút đi. Tiếng gió lướt qua tai, Lý Thanh Sơn vừa quái đầu nhìn lại, thì Cố Nhân Ảnh đuổi tới đi song song với hắn, còn cười nói. Náo nhiệt như vậy không thể không tụ tập. Chỉ là phải cẩn thận, trận chiến này vô cùng nguy hiểm. Lý Thanh Sơn trịnh trọng nhắc nhở, dù là đại tu sĩ, nhưng ở trong chiến tranh như vậy thì cũng chưa chắc đã bảo toàn được chính mình. Cảm ơn đã quan tâm, Cố Nhận Ảnh nói. Đúng là ta lo xa rồi, dựa vào bản lĩnh mượn gió bẻ măng, giữ gìn sức mạnh của người thì gặp nguy hiểm mới lạ đó. Đừng nói ta quá quát như thế, tốt xấu gì ta cũng đã giúp ngươi mấy lần đó, Cố Nhận Ảnh nói. Vâng, ta suốt đời không quên đại ân đại đức của Cố thống lĩnh. Lý Thanh Sơn cười nói, bỗng nhiên cảm thấy khô cốt niệm châu trên cổ tay siết lạnh. Hiện tại chiến sự nguy cấp, xác thực không phải lúc nói cười. Cố Nhân Ảnh cười dài một tiếng rồi tăng nhanh tốc độ, chạy như bay. Nghe Lý Thanh Sơn nói xong, Kim Phú Quý và Nhạc Vũ Dương đều nghiêm mặt nhìn nhau, trong lòng trào dâng một chút đắng chát. Đối phó với một Phi Thiên Hoàng Vương đã ngàn khổ vạn khổ rồi, mới dệt xong nạn châu chấu mà tay ương ma dân lại tới, hơn nữa còn hung ác hơn nạn châu chấu. Thanh Châu thật là lắm tai ương. Nếu họ biết tình trạng của Vạn Quỷ Uyên lúc này cùng với đại quân Việt quốc đang từ từ áp sát thì không biết sẽ có vẻ mặt gì. Có đi hay không? Kim Phú Quý thở dài rồi hỏi Nhạc Vũ Dương. Đi chứ? Nhạc Vũ Dương quả quyết nói, thân là chuyển nhân binh ra, há lại sợ chiến đấu. Địa ngục đạo không dễ sơ như tu la đạo đâu, Kim Phú Quý nói. Để hạ cho hắn vị trí Kim Ưng thống lĩnh này, nhưng cũng không đáng để hắn mạo hiểm như vậy. Ta không bảo ngươi đi.
ngươi cũng muốn đi thì sao ta không đi được? Đi đường chạm chốt, điều chuyển khí tức chút đi. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Nhạc Vũ Dương cũng lộ ra ý cười. Trong nháy mắt chỉ còn giữ lại La Ti Chu Hầu, nàng nhìn Linh Vương Kim Thiền mà muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì mà lui về dưới lòng đất. Đột nhiên mọi người cùng dồn dập quay đầu lại vì nghe được tiếng ve kêu. Tiếng ve kia khá giống Thiên Long Thiện Sướng, rồi lại chẳng giống chút nào, càng ngày càng tuyệt diệu vô song, tự như trường ca cuồn cuộn vang vọng trời đất mây xanh. Không có thiện ý vi diệu tinh tâm, chỉ có sự bi ai không thể diễn tả bằng lời. Trường ca thay nước mắt. Tiếng ve kêu gào càng ngày càng cao, càng ngày càng gần, như vượt qua ngoài thính giác. Một đường kim quang bay về phía chân trời, lướt qua đỉnh đầu mọi người với tốc độ cực nhanh, bắn về phía Đại Phật Sơn. Chúng tăng của Thiên Long Thiền Viện đứng trên đỉnh núi ngóng nhìn, giờ chỉ có thể nhận ra đường nét mờ nhạt của Đại Phật Sơn ở trong ma khí. Một con rồng đen lượn quanh ma dân, đi qua đi lại giữa những vị ma vương, thân thể bị vô số thứ xé rách, thậm chí là vỡ nát, nhưng rồi lại tụ họp lần nữa, chỉ là có vẻ suy nhược đi rất nhiều. Hắn đã dốc hết toàn lực quần đấu với ma vương, chẳng qua số lượng ma vương thực sự quá nhiều, lại còn giúp đỡ lẫn nhau, nên khó mà giết được bất cứ kẻ nào trong số đó. Nếu không phải thân thể hắn bất tử thì sợ đã bỏ mạng ở đây từ lâu. Hy vọng duy nhất là ở trên trời cao kia. Sở Liệt Vương khống chế Thanh Châu đỉnh, cật lực áp chế ma khí cuồn cuộn, cũng nhét cả Tiểu An vào trong Thanh Châu ảo cảnh. Tiểu An đong đưa loạn hồn linh, làm cho ma hồn ở ngàn trượng không thể dùng chiến hống để đối kháng với tiếng chuông, không thể tiến hành phá hoại, muốn làm gì thì làm. Lý Thanh Sơn vung vẩy mặt lộ quảng hoa đao, không ngừng tấn công đấu ma hồn, ngăn cản bước tiến của hắn. Về phần Tứ Đại Tăng Vương, dù có Bất Nộ Tăng thi triển Chấn Ma Đồ Lục thì cũng bị đám ma vương truy sát khắp nơi, liên tục gặp nạn, ngay cả việc tự vệ cũng thành vấn đề. Khi sức mạnh của Long Vương Mặc Hải ngày càng yếu đi, cũng có càng nhiều ma vương thoát ra được rồi tới giúp đỡ đấu ma hồn, cũng không tiến công Lý Thanh Sơn mà vòng phía sau trực tiếp tấn công Sở Liệt Vương. Một khi Thanh Châu ảo cảnh bị phá vỡ thì sức mạnh của ma quật sẽ không bị áp chế nữa, bất kể là đại quân ma dân hay là đám ma vương này đều có thể phát huy toàn bộ sức mạnh, chẳng một ai có thể ngăn cản được. Trong lòng Lý Thanh Sơn cảm thấy nặng nề, hắn có mạnh hơn nữa thì cũng không thể phân thân, hoàn toàn không dành để giúp đỡ Sở Liệt Vương. Sắc mặt Sở Liệt Vương nghiêm trọng, đứng ở trung tâm Thanh Châu ảo cảnh, núi sông cây cỏ vốn là ảo cảnh mờ mịt huyền ảo bỗng trở nên như có thực chất. Một khi đám ma vương tiến vào trong thì sấm sét vang dội sẽ lập tức vang lên, núi lở đất nứt, các loại hiện tượng kỳ lạ sẽ xảy ra. Thân hình một ma vương bỗng khựng lại, vẻ mặt vặn vẹo từng hồi tựa như phát bệnh gì đó, có thể là chuyện tu hành xảy ra vấn đề. Vừa hay có lôi đỉnh đánh xuống liên tiếp, sau một tiếng ầm ầm thì đã tan xương nát thịt. Ma vương khác thấy vậy đều không dám tiến lên tiếp, ngược lại băn khoăn ở biên giới ảo cảnh, sau đó lại từ từ bước tiếp. Những kẻ xâm lấn từ thế giới bên ngoài sẽ bị hạn chế bởi thiên địa pháp tắc của thế giới Cửu Châu, mà Thanh Châu ảo cảnh do Thanh Châu đỉnh diễn sinh ra chính là sự ngưng tụ sức mạnh pháp tắc. Lúc này nó mới thể hiện uy lực kinh người, áp chế đám ma vương tiến công, tựa như một tòa thành kiên cố không thể phá vỡ. Nhưng đây là đại ma quật hiếm có khắp thiên hạ, ma khí ngút trời kia đủ để ngấm vào ngàn dặm một cách dễ dàng. Với tư cách là cứ điểm tấn công của cuộc xâm lấn từ ma vực, há gì lại dễ bị áp chế như vậy? Đao kiếm va chạm vào nhau lần thứ hai, đấu ma hồn hét lên một tiếng rồi bỗng vung đại kiếm xuống. Thân hình Lý Thanh Sơn bay ngược lên, vài sợi tóc đỏ bồng bềnh rơi xuống. Sau khi đấu ma hồn mượn khí thế đại quân thì sức mạnh đã tăng vọt đến mức khó mà tin nổi. Càng đáng sợ hơn là hắn khống chế nguồn sức mạnh này một cách thong dong, bất kể là tài nghệ chiến đấu hay là tinh thần chiến đấu đều không một kẽ hở. Lý Thanh Sơn thử mọi thủ đoạn thần thông mà cũng khó giết được hắn, dù cho có thể tạo nên một ít thương tổn. Nhưng lúc này đấu ma hồn liếc mắt nhìn đại kiếm trong tay, bên trên đã đầy lỗ hổng và vết đao, ma quang u ám từ cánh tay tràn vào đại kiếm. Chớp mắt một cái mà những lỗ hổng và vết đao ở bên trên đã biến mất, tựa như thanh kiếm mới tinh. Lý Thanh Sơn, ta thừa nhận rằng thực lực của ngươi bất phàm, chỉ tiếc là quá ngu xuẩn. Ngu xuẩn? Lời này nghĩa là sao? Lý Thanh Sơn nói. Lúc này trận chiến ở Thanh Hà Phủ vừa mới ngừng lại, hắn cũng vui vẻ kéo dài thời gian. Ngươi chọn sai trận doanh rồi. Đừng quên ngươi là yêu mà, sự chiến đấu của ngươi chẳng có ý nghĩa gì cả.
nếu phía thế giới này hóa thành ma vực thì chỉ có lợi chứ không có hại đối với người. Với thiên tư và thực lực đó thì ngươi hoàn toàn có thể gia nhập đấu ma bộ tộc, trở thành đấu ma chân chính. Phía thế giới này quá nhỏ yếu, ngay cả ý chí cũng khó mà giãi bày. Nếu ngươi đến phía thế giới của ta chiến đấu về ma lực thì ngươi sẽ biết cái gì gọi là ý trời, đạt được vô số lợi ích. Đấu ma hồn dụ dỗ, hắn biết dù có thắng Lý Thanh Sơn thì cũng khó mà giết được tên này ở đây. Đó là một chướng ngại vật to lớn. Mà nếu kéo tên này vào trận doanh của ma vực thì sẽ trở thành sự trợ giúp to lớn, đồng thời cũng có càng nhiều cơ hội để giết tên này. Nghe đúng là rất có lý. Để ta suy nghĩ một lát. Lý Thanh Sơn vuốt cằm, dường như thật sự suy xét đến việc quay súng lại bắn quân mình. Gầy go rồi, tiểu tử kia muốn phản bội. Một tăng vương nói, chẳng qua nghĩ lại thì một đám yêu ma làm gì có khí tiết để mà bàn luận. Không đâu, Bất Nộ Tăng nói một cách chắc chắn. Không kịp nhiều lời, một tiếng nổ ầm vang lên, kim cang nộ mục bị mấy ma vương hợp lực đánh vỡ. Năm xưa có tên đấu ma ngu xuẩn, ở đây bị con lừa chọc mê hoặc nên chạy đi đối đầu với tà đạo ma vực. Nếu ngươi lạc đường biết quay đầu gia nhập đấu ma bộ tộc thì cũng coi như là một giai thoại. Đấu ma hồn lại nói, tin rằng Lý Thanh Sơn sẽ lựa chọn chính xác. Mỗi một lần ma vực xâm lấn đều không thiếu những kẻ dẫn đường như này. Không biết nếu ta gia nhập phía người thì có thể có được vị trí ra sao? Lý Thanh Sơn hỏi. Ở trong quân tiên phòng, chỉ đứng sau ta. Đấu ma hồn nói, chẳng qua chỉ có mình hắn mới khống chế được đại quân, vì thế cũng không khác nhau là mấy. Nghe không có sức mê hoặc mấy. Lý Thanh Sơn lắc đầu một cái. Dù cùng kỳ cũng nói là chỉ đứng sau ta, nhưng không biết địa vị cao hơn đấu ma hồn nhường nào. Thế là hắn cười nói, nếu ta muốn thế vào vị trí đó thì sao? Ngươi... Sát ý lóe lên trên mặt đấu ma hồn rồi sau đó biến mất. Được, tốt lắm. Đến bước này rồi mà còn muốn kéo dài thời gian sao? Chẳng qua ta cũng như vậy. Trong trận chiến này thì chắc chắn ngươi sẽ thất bại, không thể nghi ngờ. Nếu không tin thì không ngại ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. Trong chốc lát, thanh châu ảo cảnh dần bị ma khí tiêm nhiễm. Chỉ thấy bộ lông của một con chim hoàng oanh trong ảo cảnh bỗng biến thành màu đen, thân thể vặn vẹo bành trướng, phát ra tiếng kêu to thê thảm, không còn chút dễ nghe nào. Núi sông cây cỏ, hoa chim cá sâu khác cũng bắt đầu ma hóa. Đám ma vương càng ngày càng áp sát thanh châu đỉnh. Vết đen đại điện cho ma quật ở trên thanh châu đỉnh đã biến lớn hơn một vòng, hoa văn giống như tĩnh mạch lan tràn. Đại quân ma dân lại càng bao vây bốn phía. Dù tốc độ chậm đi rất nhiều do chịu sự quấy nhiễu của tiếng chuông, nhưng cũng đã áp sát thanh châu ảo cảnh. Chỉ cần xông lên thì Lý Thanh Sơn tuyệt đối không ngăn cản được. Thanh châu ảo cảnh cũng không thể áp chế được nữa. Trận chiến này coi như thất bại. Vô Ý Tăng và Bất Nộ Tăng bay ra cách Đại Phật Sơn mấy trăm dặm mới thoát khỏi sự truy sát của mấy ma vương. Giờ đều đã kiệt sức, vết thương đầy mình. Hiển nhiên hai vị tăng vương khác đã bỏ mạng, tự bạo xá lợi để ngăn cản đại quân ma dân tiến tới, tạo thành chút hy vọng sống cho họ. Nhưng ở trong ma khí cuồn cuộn thế này, ngay cả tia sáng tự bạo cũng trông có vẻ rất yếu ớt. Họ nhìn về phía Đại Phật Sơn với ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Lẽ nào thật sự thất bại? Vẻ mặt Lý Thanh Sơn không hề lo lắng, chậm rãi xoay người. Trận chiến này chắc chắn người sẽ thất bại, không thể nghi ngờ. Nếu không tin thì không ngại cẩn thận nghe xem. Trong nháy mắt, mọi người đều nghe được tiếng ve kêu. Ngay khi kim tinh sáng lên ở đường chân trời, nó lập tức biến thành một đường sáng màu kim loại xuyên qua ranh giới. Đó là gì? Tốc độ thật sự rất nhanh. Bất Nộ Tăng và Vô Ý Tăng tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Trước nay họ chưa bao giờ thấy tốc độ ánh sáng nhanh như vậy. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là ánh sáng màu vàng đó giống như Phật quang. Chẳng lẽ là một bằng hữu của Phật môn từ nơi khác đến hỗ trợ? Khoảnh khắc tiếp theo, liền nghe thấy tiếng ve kêu. Họ nhìn nhau. Lẽ nào? Kim Thiển Linh Vương. Người đầu tiên nói ra cái tên này chính là Đấu Ma Hồn. Điều này cho thấy hắn hiểu biết về Cửu Châu sâu sắc đến mức nào. Tuy vẻ mặt có chút hơi bất ngờ, nhưng lại khinh thường nói. Thật nực cười. Chỉ dựa vào một yêu vương mà nghĩ rằng có thể truyền bại thành thắng sao? Ngươi thử đi là sẽ biết, Lý Thanh Sơn nói. Ánh sáng màu kim loại dừng trên Đại Phật Sơn, rồi đưa đôi mắt màu vàng nhìn xuống bên dưới. Không có niềm vui được tung cánh bay lên trời, chỉ có tiếng ve kêu càng lúc càng lạnh lót, gần như thê lương.
Tiếng gầm của đấu ma hồn đột nhiên dừng lại. Tiếng ve kêu rất chân thực, giống như chui vào trong miệng hắn để ngăn chặn tất cả các âm thanh. Sau đó trong người cũng tỏa ra ánh sáng màu kim loại nhàn nhạt. Tiếng chuông đột nhiên rõ ràng trở lại. Trong nhất thời, đại quân ma dân hỗn loạn và bắt đầu chém giết lẫn nhau. Chỉ trong nháy mắt, máu đã chảy thành sông, giống như mưa từ trên bờ ranh giới trút xuống. Toàn thân đấu ma ngàn trượng đều bị chấn động, đột nhiên trở nên mơ hồ. Tiếng ve kêu khiến cho tốc độ sụp đổ của nó trở nên nhanh hơn rất nhiều. Tấn công! Ai dám do dự lơ là, nhất định giết không tha. Đấu ma hồn ra lệnh. Các ma vương bất chấp sức mạnh của quy luật đất đai, bất chấp sấm sét rền vang, mưa như thác đổ, cố gắng hết sức lao về phía Thanh Châu Đỉnh. Thanh Châu Đỉnh bị ma khí xâm nhập càng ngày càng nhiều, bây giờ đã không thể áp chế được sự tấn công của ma khí đang ào ạt tiến về phía trước. Sở Liệt Vương cũng không thể chịu vững được nữa. Cùng với việc một tia sáng lóe lên, một hòa thượng trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú đáp xuống, dẫm lên trên Thanh Châu Đỉnh. Trên người hắn mặc áo cà sa, bao trùm bởi khí chất cao quý và sáng ngời của Thanh Châu. Hắn chắp tay niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật. Giọng nói trong trẻo biến thành một vòng ánh sáng màu vàng. Hơn chục ma vương bị đánh bay, thậm chí còn ức chế được sự ảnh hưởng của ma khí. Tiếng ve kêu không hề bị ngừng lại. Đấu ma hồn cũng lao vào trận chiến như những ma vương khác. Con ngựa hắn đang cưỡi cũng phi nước đại về phía trước, không gì có thể ngăn cản lại được. Lý Thanh Sơn cầm ngang kiếm mã đứng, tuyệt đối không thể để chúng bước vào Thanh Châu ảo cảnh. Mặc dù hiện tại Kim Thiền Linh Vương đã đạt đến cảnh giới rất cao, nhưng lúc hắn vượt qua kiếp nạn đã phải tiêu hao rất nhiều sức lực, không thể vì chiến đấu với nhiều ma vương như vậy mà tiêu hao thêm nữa. Đột nhiên, màu đen xung quanh hắn nổi lên và hợp nhất thành một hình người đang cầm kiếm đứng kẻ vai với Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn nheo mắt liếc qua. Người vẫn ổn chứ? Hắn không ngờ Mạc Hải Long Vương sẽ trả lời. Rất ổn. Vậy thì tốt rồi. Lý Thanh Sơn cười to nói. Hai ma vương đồng thời giơ đao vung kiếm đối mặt với bảy yêu ma. Đại địa lực trưởng. Ánh mắt Lý Thanh Sơn lúc sáng lúc tối. Hắn lấy mình làm trung tâm, lực trưởng xung quanh biến đổi liên tục, lúc co rút lại, lúc mở rộng ra. Ma vương cũng vì thế mà không tự chủ được, lúc tiến về phía trước, lúc lùi về phía sau. Mặc dù không thể tập trung sức mạnh lên người một tên ma vương để khống chế hành động của chúng một cách triệt để, nhưng ngay lập tức đã có thể phá vỡ vòng vây, tạo ra khoảng thời gian ngắn ngủi để tấn công. Nhanh nhất vẫn là đấu ma hồn. Hai chân của hắn đã biến mất không nhìn thấy nữa, dường như đã hòa làm một với con ngựa ma hắn đang cưỡi. Vung kiếm chém một nhát. Chết đi. Nếu lúc này Lý Thanh Sơn từ bỏ việc thao túng lực trường để cho ma vương phát huy ưu thế về số lượng, thì kẻ thắng người thua sẽ được quyết định ngay lập tức. Nhưng nếu hắn mặc kệ không quan tâm, thì uy lực của thanh kiếm này thực sự rất đáng sợ. Một bóng đèn bay tới, Mạc Vô Ngân xoay người rồi vung kiếm tiến lên nghênh đón đấu ma hồn. Nếu so với thanh đại kiếm thì thanh trường kiếm ba thước màu đen này có vẻ mỏng manh yếu đuối, nhưng một khi hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau, màu đen trên kiếm sẽ lan tràn đến thanh đại kiếm, rồi lan đến cả đấu ma hồn, và sau đó sẽ kéo hắn vào trong bức họa. Đó là kỹ năng độc nhất vô nhị của Mạc Hải Long Vương, Thiên Thu Nhập Họa. Các ma vương cũng phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Khoảnh khắc bị lực trường của mặt đất quấy nhiễu, chúng đã thi triển những thủ đoạn mạnh nhất, hoặc là nứt ra hàng trăm con mắt trên người, hoặc là ngưng tụ thành những quả cầu ánh sáng màu tím sẫm giữa ba chiếc sừng sắc nhọn trên đỉnh đầu. Ma quang đáng sợ đến nỗi đủ để phá hủy một đỉnh núi, lao tới với sức mạnh long trời lở đất. Mạc Hải Long Vương kéo đấu ma hồn vào trong bức họa, từ đó chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ hắn không thể tự do di chuyển nữa, mà cho dù hắn có thể di chuyển thì Thanh Châu Đỉnh cũng không thể chuyển rời. Rõ ràng bây giờ Sở Liệt Vương đã đạt đến giới hạn của mình. Tiểu An có thể chuyên tâm thôi thúc loạn hồn linh, trong khi Kim Thiền Linh Vương một bên đang sử dụng thiền minh để trấn áp ma vương ngàn trượng. Đồng thời bên kia lại đối phó với mười mấy tên ma vương, điều này thực sự rất khó khăn. Nếu bây giờ có mấy chục con ma vương tới, thì việc Thanh Châu ảo cảnh bị phá vỡ là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Sau khi ma vương bị ma hóa, chẳng mấy tên trông giống người mà trông giống yêu tộc hơn. Nhưng nếu bàn về độ âm mưu xảo quyệt thì còn hơn cả tu sĩ bình thường của loài người. Lần liên thủ này nhất định phải thắng, nhưng nếu trực diện ngăn cản và đối mặt với lực lượng áp đảo này, thì bất luận là thiên cốt, thiên thu họa quyển gì đó cũng sẽ bị quét sạch. Lực trường của mặt đất có tác dụng mạnh mẽ đối với bất kỳ vật thể nào có chất, nhưng tác động này không quá rõ ràng đối với ánh sáng và dòng không khí. Nhưng Lý Thanh Sơn luôn luôn rất toàn diện,
Hắn đứng canh giữ thanh châu ảo cảnh mà không hề chột bước, ánh mắt đột nhiên trở nên bình tĩnh không lay động, sâu xa như biển cả, trong đó phản chiếu ma quang kinh khủng. Hắn dang rộng hai cánh tay ra và một tấm gương nhẵn trải ra trước mặt hắn. Hồi quang phản chiếu. Tuy nhiên, ma quang đáng sợ bắn phá mặt gương bị bóp méo và lõm xuống, rất khó có thể chịu được đòn tấn công dữ dội như vậy, và những vết nứt lớn bắt đầu xuất hiện. Lúc này Lý Thanh Sơn nhíu mày đánh ra một trường. Trở về. Bùm. Với một tiếng nổ thật lớn, chiếc gương vỡ nát, ma quang nổ tung và làn sóng không khí quét qua hàng ngàn dặm, dọn sạch mặt đất. Ma khí bị triệt tiêu, hầu hết các đỉnh núi của Đại Phật Sơn đều bị ma quang chiếm đoạt. Thanh Châu Đỉnh bị dư âm hất tung lên cao nên cuối cùng không bị tấn công trực diện. Còn Thanh Châu ảo cảnh khó khăn lắm mới duy trì được. Thiên Thu Họa Quyển bị vỡ vụn, đấu ma hồn lao ra ngoài. Cơ thể hoàn toàn đã hợp thành một thể với ngựa chiến. Hắn không chút do dự mà vung kiếm chém liên tục. Xương cốt của Lý Thanh Sơn đã lộ ra một nửa. Hắn vung cây trưởng đao phóng ra ma quang. Tiếp nào. Tiếng ve, tiếng chuông, tiếng hồ giết, tiếng gầm thét, đủ loại âm thanh hội thụ thành một, rung chuyển mặt đất. Phật quang, ma khí, đao cương, kiếm quang, đủ loại màu sắc đan xen vào nhau, có lúc sáng lúc tối, lúc va chạm và triệt tiêu lẫn nhau. Đây là sự va chạm của hai thế giới, nhưng dưới sự đung đưa của loạn hồn linh, đại quân ma dân rất nhanh đã rơi vào bờ vực sụp đổ. Loạn hồn linh vốn rất thích hợp để đối phó với xác quỷ, bọn họ hoặc là xác chết biết đi, hoặc là không có thể xác, nên rất dễ bị cuốn vào trong. Nếu như dùng nó để đối phó với những tu sĩ bình thường thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, lối suy nghĩ méo mó và biến thái bẩm sinh của loài quỷ khiến cho chúng có những phần vặn vẹo và hỗn loạn trong bản chất, nên mới đạt được hiệu quả như vậy. Mà Tiểu An đã cố gắng lồng ghép tuyệt pháp Phật giáo Long Thiển Ca vào trong tiếng chuông nhằm tăng cường sự khắc chế. Kẻ gục ngã đầu tiên là đấu ma ngàn trượng. Với việc đại quân ma dân rơi vào hỗn chiến, nó không cách nào duy trì cơ thể của mình được nữa, nên chỉ có thể sụp đổ và trở thành một luồng ma khí cuồn cuộn. Tiếng ve sầu đột nhiên càng lúc càng lớn, một đường ánh sáng màu kim loại lượn lờ từ trong yêu khí cuồn cuộn hiện ra, giống như long xà bay vút lên cao, rồi hóa thành hơn 10 đường ánh sáng màu vàng, sau đó xuyên vào trong đám yêu ma như con thoi. Đến cả ma vương cũng không phản ứng kịp, toàn thân đều bị chấn động, không thể động đậy được. Lúc này, kính thượng phân thân của Lý Thanh Sơn mang theo một chuỗi chẳng hạt đầu lâu và lập tức gia nhập vào cuộc chiến. Lý Thanh Sơn sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được? Phản hổ trải dài trên mặt, kết thành một chữ vương trên chắn, sự tàn ác tràn ngập khắp cơ thể. Hắn thi triển hổ ma cuồng nộ, nhưng đồng thời vẫn ở trong trạng thái đấu ma phụ thể và cuồng đồ mạt lộ. Ba chiêu thức bùng nổ, hắn quát lớn một tiếng. Phá vỡ! Đấu ma hồn dường như bị đấm vào mặt, hắn ngã ra phía sau mà trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm khó tin. Trong chốc lát, bóng dáng của Lý Thanh Sơn đã biến mất. Thay vào đó là hóa thành một con đao hổ ma, rồi phi nước đại lao lên tia sáng màu đỏ. Nhưng chỉ trong chớp mắt sau đó lại khôi phục lại hình người. Hắn đã hấp thụ được thần thông, xương cốt toàn thân đều nứt toác ra, cơ thể gần như đang đối mặt với sự đổ vỡ. Hắn quay đầu nhe răng cười. Ngươi thua rồi. Có mấy tên ma vương đã bị thịt nát xương tan, bị giết chỉ bằng một chiêu. Không! Đấu ma hồn gầm lên giận dữ. Họ đang chiếm ưu thế lớn như vậy, sao có thể thua trong tay một vài người được cơ chứ? Tuy nhiên trong tu hành đạo, tất cả sức mạnh to lớn đều thuộc về cá nhân và số lượng không bao giờ cạnh tranh được với chất lượng. Lý Thanh Sơn phớt lờ sự bi thương trong tiếng gầm thét vì thất bại của đấu ma, mà nói với Cố Nhạn Ảnh ở cách đó rất xa. Ngươi đến để xem kịch sao? Đến xem các ngươi đồng tâm hiệp lực chiến đấu, còn tưởng rằng không cần ta ra tay, dù sao như vậy cũng tốt rồi. Cố Nhạn Ảnh chạy tới Đại Phật Sơn. Nàng đã đứng từ xa nhìn. Khi nhìn thấy Mặc Hải Long Vương và Lý Thanh Sơn liên thủ để chống lại kẻ thù, nàng không giấu được mà cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa yên tâm. Lúc này, nàng tiện tay mở ra chiếc quạt xếp bằng ngọc, rồi phun từ trên trời xuống. Nó hút gió từ bên ngoài vào, sau đó quét từ dưới lên trên, lại nâng gió nóng của địa ngục lên, cùng lúc thổi về phía yêu ma. Kim Thiền Linh Vương đứng trên Thanh Châu Đỉnh, trên mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, không buồn cũng không vui. Âm thanh vô hình giống như đường ánh sáng màu kim loại lượn lờ về như con thoi, đến mức tất cả ma vương đều phải run sợ. Chỉ có đấu ma có sức mạnh lớn như đấu ma hồn mới có thể chống lại sự quấy nhiễu của tiếng ve kêu. Tiếng gió gào thét, ve kêu inh ỏi, tình thế dần đảo ngược.
Lý Thanh Sơn cảm nhận được lửa Phượng Hoàng đang hừng hực trong lòng. Nó đang nhanh chóng chữa trị vết thương trên người hắn. Nếu là trong quá khứ, khi hắn cùng lúc kích hoạt ba trạng thái bùng nổ, thì xem như là miễn cưỡng xuất chiêu, cơ thể sẽ suy sụp ngay lập tức. Nhưng bây giờ trải qua gian khổ chiến đấu, hắn vẫn có thể bình tĩnh thoát ra trạng thái này. Sức mạnh quả nhiên đã trở nên rất cường đại. Đặc biệt con đường hắn đạt đến tầng thứ 5 của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh ở ngay trước mặt. Một khi đột phá đến tầng thứ 5 của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, thì không chỉ có nghĩa là có thêm một cơ hội Phượng Hoàng Niết Bàn, hay là có thể kéo dài trạng thái bùng nổ thêm một lúc, mà là hoàn toàn cân bằng được sự biến hóa của bốn loại thần ma, sức mạnh sẽ đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Trận chiến này chính là chìa khóa để đột phá. Nhưng trong vô thức, tiếng chuông dần dần biến mất. Hàng triệu quân yêu ma gần như đều rơi vào trạng thái điên cuồng, hơn phân nửa đã bị giết hoặc bị thương, phần còn lại vẫn kịch liệt chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông. Nếu như không có sự can thiệp của ngoại lực thì sẽ không thể khôi phục lại được sự tỉnh táo. Tiểu An thở phào nhẹ nhõm, thu hồi lại loạn hồn linh, tay trái xuất chiêu, chuế trường hạt đầu lâu bay vòng vòng tạo thành cô đầu ma trận, bao vây lấy Thanh Châu đỉnh để ngăn cản sự tấn công của ma vương và chống lại sự xâm nhập của ma khí và phòng chống sự sụp đổ của Thanh Châu đỉnh. Nàng vung tay phải lên, huyết hà trong huyết hải phiên tuôn ra, cuốn cả triệu yêu ma vào trong đó. Trước tiên là dùng xác chết làm thế cho nước, sau đó là nuốt chừng người sống để trở nên to lớn hơn. Trong nháy mắt, huyết hà đã bành trướng lên gấp trăm lần, giống như huyết long rồi lao nhanh về phía trước. Ngay cả ma soái ma tướng cũng không tránh khỏi kết cục bị nuốt chừng. Sau đó nó trở về bay xung quanh Thanh Châu ảo cảnh để giữ thế phòng bị kiên cố cho Thanh Châu đỉnh. Cái lồng trống trong tay Tiểu An từ từ cuộn lại, huyết hải và cô đầu ma chặn trong ngoài kết hợp. Nhưng ma vương tấn công Thanh Châu đỉnh lúc này mới nhận ra điều gì đó không ổn, muốn xông ra ngoài nhưng phát hiện xung quanh tràn ngập máu và lửa. Hàng triệu quân yêu ma rút hết máu thịt trong huyết hải, biến thành những bộ xương trơ trụi. Cùng với những đợt sóng nổi lên, những viên tràng hạt đầu lâu thỉnh thoảng biến thành những con ma đầu lâu rồi lao mình vào chúng với một nụ cười kỳ lạ. Cảnh tượng như vậy giống như rơi vào địa ngục luân hồi, khiến cho những tên ma vương hoảng sợ và biến sắc. Sở Liệt Vương nhìn theo bóng lưng của Tiểu An, âm thanh của huyết hải phiên vù vù vang dội, bộ quần áo của nhà sư đung đưa, mái tóc tung bay trong gió, dáng người không cao nhưng lại có sự uy nghiêm của kẻ thống trị mọi vật. Đột nhiên có một cảm giác gì đó không chân thực. Đây là con gái của ta sao? Trong mắt Kim Thiển Linh Vương cũng xuất hiện một tia kỳ lạ. Hắn bắt đầu nghi ngờ về việc mình dẫn nàng đến Thiên Long Thiền Viện là đúng hay sai. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã gạt bỏ suy nghĩ này sang một bên, vì hắn cảm nhận được Phật tính trong người nàng tuyệt đối không thể là giả. Sau khi Vô Ý Tăng và Bất Nộ Tăng nhìn thấy màn biểu diễn này thì cũng không biết nên nói cái gì. Hiệu quả của tiếng chuông mặc dù rất lớn, nhưng dù sao vẫn là vô hình vô ảnh và không lớn như sức ảnh hưởng của nó. Đây là sức mạnh của kẻ địch Phật môn sao? Sơ huynh, đây là kẻ địch Phật môn, e là chúng ta không thể đối phó lại được. Nhưng theo như những hành động và lời nói của nàng thì dường như không giống kẻ thù của Phật giáo. Bất Nộ Tăng cân nhắc cẩn thận lại lời nói của mình. Hắn là người bao dung rộng lượng chứ không cứng nhắc. Hắn sẽ không vì chu nhân bạch cốt đạo mà cho rằng nàng là kẻ thù của Phật giáo. Có phải là kẻ thù của Phật giáo hay không đã không liên quan gì đến chúng ta nữa rồi. Cho dù Tà Quốc Sư đến đây thì cũng để làm gì. Vô Ý Tăng bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn nữa còn có một Lý Thanh Sơn cực kỳ hung hãn. Ai có thể đối phó với nàng? Và ai dám đối phó với nàng chứ? Mặc dù Phật môn chú trọng đến sự hy sinh mà không sợ hãi, nhưng đó không phải là cái chết vô ích. Hơn nữa, đúng như Bất Nộ Tăng nói, nàng hoàn toàn không tàn sát muôn dân, đại khai sát giới như Phi Thiên Hoàng Vương. Trong nháy mắt, cục diện đảo ngược, Ma Vương bị bóp cổ rơi xuống và hóa thành một phần của huyết hải vô tận. Tiểu An dứt khoát từ bỏ sự kiểm soát đối với chàng hạt đậu lâu, để chúng biến thành cô đầu ma tự do đánh giết. Hai tay nàng nắm chắc huyết hải phiên, vươn người bay lên, dùng lực vung mạnh. Một tia huyết quang hình quạt lướt qua ranh giới, hai vị ma vương biến mất. Huyết hải phiên trong tay nàng múa may quay cuồng, từng mảng huyết quang xẹt qua ranh giới. Một ma vương rơi vào trong huyết hải phiên và giãy giụa trong đó, mà loãng xẻn xẹt dính chặt vào người họ, rồi lan ra khắp cơ thể. Nếu muốn thoát ra khỏi đó thì họ phải chiến đấu với cả biển máu. Mà trên cơ thể cao lớn sau khi ma hóa của chúng toàn là những bộ xương trơ trọi, giống như kiến nuốt voi, từng bước bị xâm chiếm. Cho tới bây giờ, tác dụng của huyết hải phiên đã trở nên hạn chế. Mặc dù có thể tạo thành hư không, nhưng sau khi nàng lấy lại được tài nguyên, thì việc đầu tiên cần phải nâng cao tu vi của mình, sau đó là luyện thí Phật kiếm,
tiếp theo là chuỗi chẳng hạt đầu lâu. Còn tài nguyên dành cho huyết hải phiên rất ít, vì vậy nó không thể phát huy được nhiều tác dụng. Nhưng sau khi nuốt chửng hàng triệu con yêu ma, sức mạnh của huyết hải phiên đã đạt đến mức độ chưa từng có. Điều này cho thấy sức mạnh khủng bố của huyết hải là vô tận, quay đầu cũng không thấy bờ. Với sự hỗ trợ của Kim Thiền Linh Vương và Cố Nhạn Ảnh, Lý Thanh Sơn và Mạc Hải Long Vương đã giết chết liên tiếp hơn 10 ma vương, và đấu ma hồn gần như trở thành người cô đơn. Nếu không có sự oai phong lúc mới xuất hiện, thì lúc này có thể thoát thân được hay không cũng là một vấn đề. Sao lại như thế này? Đấu ma hồn không cam lòng. Ngay lúc này trong tai đột nhiên vang lên một âm thanh. Ngươi muốn thắng không? Ngươi là ai? Đến đây, luyện hóa tà, sau đó giết hết bọn chúng. Một thanh kiếm kỳ dị vặn vẹo từ trong hư không lướt qua, xuất hiện trước mặt đấu ma hồn. Theo bản năng, hắn nắm lấy chuôi kiếm. Không hay rồi. Con ngươi của Lý Thanh Sơn co rút lại. Hắn vốn nghĩ đến tiên khí kiếm đã lâu như vậy không xuất hiện, chắc hẳn đã trốn vào trong ma vực rồi. Nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện, hơn nữa lại đúng vào thời điểm mấu chốt này. Trong lòng của Sở Liệt Vương và những người đã thấy uy lực của tiên khí kiếm bỗng chấn động một cái, xuất hiện một dự cảm không lành, như thể một thảm họa sắp xảy ra vậy. Trong đạo tu hành, khoảng cách về thực lực thường không thể dùng số lượng để bù đắp được. Ví dụ như đội quân hàng trăm triệu yêu ma đứng trước mặt Tiểu An, chẳng qua cũng chỉ là chó là gà. Mà sức mạnh của tiên khí kiếm vốn vượt bậc hơn đám người Lý Thanh Sơn, nếu như thêm cả đấu ma hồn nữa thì sẽ đạt đến trình độ có thể tưởng tượng được. Cản hắn lại, Lý Thanh Sơn xông lên phía trước, Tiểu An đi theo sau. Mặt lộ cuồng hoa đao và thí phật kiếm đồng thời chém xuống, màu đen sóng xung kích lưu lại trên lưỡi kiếm. Bên ngoài mũi kiếm tỏa ra phật quang màu vàng, cây nào cũng có thể dễ dàng giết chết một ma vương. Đến đây, luyện hóa tà đi, ngươi sẽ có được sức mạnh trước nay chưa từng có. Giọng nói của tiên khí kiếm hồn tràn đầy sự mê hoặc, vang vọng trong đầu đấu ma hồn. Nó chưa từng ra tay mà vẫn ngấm ngầm chịu đựng cho đến tận bây giờ. Bởi vì nó chỉ là một thanh kiếm, cho dù nó có sức mạnh phi thường thì cũng phải chịu sự ràng buộc của tiên thiên. Đó chính là lý do vì sao nhất định phải có người sử dụng. Bất kể làm kiếm chủ hay kiếm nô đều được, buộc phải có người cầm chuôi kiếm. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân thì nó chỉ có thể vùng vẫy được nhất thời, chứ không thể chống đỡ được một trận chiến kéo dài như vậy. Sau khi phá vỡ chấn ma tháp vừa rồi, sức mạnh có được từ thiên trưởng lão gần như đã cạn kiệt. Nếu như bây giờ nó hành động hấp tấp thì sẽ có nguy cơ bị bắt lại. Vì vậy nó đã lựa chọn trốn trong động quỷ để chờ đợi cơ hội. Và bây giờ cơ hội cuối cùng đã đến. Ngươi muốn ta làm kiếm nô cho ngươi? Đấu ma hồn vô cùng cảnh giác. Hắn cảm nhận được sự khác thường của thanh kiếm trong tay. Đây tuyệt đối không phải là vũ khí mà ma vương có thể tùy ý điều khiển. Không 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 không, chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Nếu như chúng ta liên thủ thì giết những người này không phải là chuyện khó. Hay là ngươi muốn chết ở đây một cách vô ích, muốn trở thành một kẻ bị thiên hạ chê cười, một kẻ thua cuộc đáng thường? Tiên khí kiếm hồn dốc hết sức thuyết phục, tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng. Vì đơn giản, đấu ma hồn là sự lựa chọn tốt nhất. Thực lực của hắn hơn cả thiên trưởng lão một bậc, vì vậy có thể phát huy sức mạnh một cách mạnh mẽ, nhưng đồng thời lại không có khả năng trở thành kiếm chủ. Vì vậy, tìm có cơ hội biến hắn trở thành kiếm nô trong trận chiến khốc liệt này hoàn toàn không phải chuyện gì khó. Nếu như là bình thường, thì đấu ma hồn sẽ không dễ dàng chấp nhận luyện hóa tiên khí kiếm. Hay nói cách khác, bất kể ma vương nào cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Cho dù là luyện hóa cũng phải chuẩn bị tốt, không ai muốn mình trở thành nô lệ của kiếm và cuối cùng rơi vào số phận bị kiếm thôn tính. Nhưng mà với tình huống hiện tại, hắn không thể tiếp tục do dự. Sự trao đổi tâm ý hoàn toàn trong chốc lát, cùng với việc đao kiếm rơi xuống, hắn kiên quyết nói. Được. Hắn ném thanh đại kiếm vào không trung, bỗng chốc thanh kiếm hóa thành tro bụi, dùng hai tay nắm thật chặt tiên khí kiếm, đột nhiên có một luồng ma quang tỏa ra chói mắt. Dầm, mặt lộ cuồng hoa đao và thí phật kiếm cùng lúc chém vào ma quang. Lúc này ma quang đột nhiên biến thành một đường kiếm quang, lúc co giãn, lúc giãn ra để chống lại mũi nhọn của đao kiếm. Đó chính là ánh sáng của tiên khí kiếm. Kiệt kiệt, đã đến lúc các ngươi phải chết rồi. Âm thanh của đấu ma hồn và tiên khí kiếm hồn đan xen vào nhau, khoảng trống xung quanh trở nên vặn vẹo, sau đó xuất hiện vô số những vết nứt nhỏ. Vẻ mặt của Lý Thanh Sơn càng thêm ngưng trọng. Điều này có nghĩa là sức mạnh của đấu ma đã vượt qua giới hạn mà thế giới này có thể dung nạp. Nếu không phải bây giờ hắn đang đứng trên động ma,
thì sẽ dẫn đến sự biến hóa cực lớn của trời đất. Trước đây hắn chỉ nhìn cảnh tượng như vậy trên người Củng Kỳ. Tiểu An phất huyết hải phiên, đem bọn họ kéo vào trong huyết hải. Huyết hải vô tận cuồn cuộn và chất đống thành một hình bán cầu, bao bọc bọn họ ở trung tâm. Những bộ xương khô lao lên, nhưng chúng đã bị nuốt chửng trước khi đến gần. Tiểu An cũng không hy vọng huyết hải phiên sẽ giải quyết được đấu ma hồn, chỉ hy vọng sẽ làm chậm quá trình luyện hóa tiên khí kiếm của hắn. Thế nào rồi? Lý Thanh Sơn hỏi. Không được, huyết hải phiên không thể giữ được hắn. Chúng ta cũng không thể ngăn cản việc luyện kiếm, chỉ trong chốc lát cũng không thể. Tiểu An còn chưa kịp nói xong, kiếm quang từ trong huyết hải phiên phóng ra. Huyết hải ầm ầm nổ tung, một đường kiếm quang từ trong biển máu xông ra, không gì có thể ngăn cản lại được. Một khi đấu ma hồn thoát ra khỏi đó, thì thanh châu ảo cảnh sẽ bị phá vỡ chỉ bằng một cái búng tay, ngay cả Kim Thiển Linh Vương cũng không thể ngăn cản được. Và một khi thanh châu ảo cảnh bị phá vỡ, thì động ma sẽ không chịu sự chấn áp nữa. Rất nhanh vùng đất rộng hàng vạn dặm này sẽ biến thành vùng đất ma. Đến lúc đó đừng nói chuyện đánh bại đấu ma hồn, ngay cả muốn thoát thân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà Hải Long Vương, Lý Thanh Sơn, Tiểu An và Kim Thiển Linh Vương sẽ không sao, bởi vì mỗi người đều có những phương pháp để tự bảo vệ mình. Còn về phần Sở Liệt Vương, Vô Úy Tăng, Bất Nộ Tăng và Cố Nhạn Ảnh và những người khác, e lần này sẽ phải ngã xuống. Thậm chí tất cả chúng tăng của Thiên Long Thiền Viện chạy chưa xa, và cả những sinh linh trong bán kính ngàn dặm cũng đều sẽ rơi vào nanh vuốt của bọn yêu ma. Chẳng lẽ sự phối hợp giữa hai tộc người và yêu của Thanh Châu trong trận chiến khốc liệt này lại không thể ngăn chặn được sự xâm lược của ma vực hay sao? Nếu muốn thoát thân thì phải đi ngay lập tức, nếu như chần chờ thì sẽ không kịp, Tiểu An nói. Các vị đạo hữu hãy lùi lại để ta đối phó với hắn, Kim Thiển Linh Vương nói. E là Kim Thiền đạo hữu cũng không phải là đối thủ của con yêu ma này, Lý Thanh Sơn nói như vậy vẫn là khách khí. Vốn dĩ Kim Chân Linh Vương vừa mới độ kiếp thất bại, đầu tiên là bị Phi Thiên Hoàng Vương dùng móng vuốt xuyên thủng qua tim, lại vừa phải trải qua một trận đại chiến, đồng thời còn giúp Sở Liệt Vương chân áp ma khí. Điều này đã khiến cho sức mạnh của hắn rơi vào cực hạn, căn bản không phải là đối thủ của đấu ma hồn và tiên khí kiếm. Tất cả đều có cách giải quyết, khuôn mặt tuấn tú của Kim Thiển Linh Vương tỏ ra sự lãnh đạm. Nhưng e là phải phá hủy pháp bảo này của Tiểu An đạo hiếu. Đạo hiếu, không lẽ ngươi muốn? Trong lòng Lý Thanh Sơn chấn động, Kim Thiển Linh Vương phân biệt rõ ràng ý muốn quyết tử để chiến đấu. Hắn muốn lấy mạng đổi mạng với đấu ma hồn, hoặc là trước khi tới đây hắn đã có ý định như vậy, hy sinh thân mình vị đạo, cứu đổi muôn dân, hoặc là muốn cho Phi Thiên Hoàng Vương thấy, có lẽ là cả hai. Nhìn xung quanh một lượt, tình hình bên phía họ cũng không khả quan cho lắm, huống chi là Sở Liệt Vương và những người khác. Mặc dù cơ thể Mặc Hải Long Vương là bất tử, nhưng sức mạnh đã suy yếu tới cực điểm. Tiểu An thì vẫn bảo toàn được sức mạnh của mình, thậm chí còn mạnh hơn lúc mới đến, nhưng rất khó để chống lại được đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều như vậy. Đặc biệt là sau khi đấu ma hồn luyện hóa thành công tiên khí kiếm, kiếm pháp của hắn mạnh đến nỗi căn bản không thể bị thí Phật kiếm chém trúng. Bây giờ e chỉ có mặt lộ cuồng hoa đao của Lý Thanh Sơn mới có thể tiếp tục chiến đấu. Kiếm quang trong huyết hải phiên càng ngày càng sáng, đây có lẽ là cách giải quyết duy nhất. Kim Thiển Linh Vương đi về phía biển máu, trên mặt không có bất cứ sợ sợ hãi nào khi đối mặt với cái chết, thậm chí cũng chẳng có sự hồng hồn bi trắng của sự hy sinh, ngược lại thần sắc lại vô cùng nhẹ nhõm. Đợi đã, một bóng người cao lớn ngăn cản Kim Thiển Linh Vương, Lý Thanh Sơn nói. Đạo hữu đã phải tu luyện khổ sở như vậy, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được. Các vị đạo hữu nghĩ cách để chấn áp động ma đi, ta đi một chút liền cho lại ngay. Nói xong hắn bước vào huyết hải, đối mặt với đấu ma hồn và tiên khí kiếm. Đây là trận chiến cuối cùng. Thanh Sơn đạo hữu, Kim Thiển Linh Vương đứng ngẩn người ra, Sở Liệt Vương và những người khác cũng vô cùng sửng sốt. Một mình Lý Thanh Sơn làm sao có thể chống lại được đấu ma hồn đang luyện hóa tiên khí kiếm? Nói cách khác, bất kể là người hay yêu có mặt ở đây đều không thể làm được điều đó. Và điều này cũng chẳng khác gì tự tìm đường chết. Hắn tự có chính kiến của mình, Tiểu An nói, giống như đang tự an ủi chính mình. Việc không còn Lý Thanh Sơn tồn tại trên đời này nữa khiến nàng càng lo lắng hơn. Nhưng không ai tin tưởng Lý Thanh Sơn hơn nàng, nên nàng chỉ có thể nhẹ nhàng thở ơ một hồi rồi nói. Mời các vị đạo hữu nhanh chóng trở lại chân áp động mà. Bất Nộ Tăng là người đầu tiên dũng cảm bước lên phía trước, di chuyển đến chấn ma đổ lục và dâng cao chấn ma tháp. Chấn ma tháp càng lúc càng lớn,
cho đến khi giống như một ngọn núi nhỏ. Hắn cố gắng ném nó vào trong động ma. Sau khi mà chịu đựng sự kích thích của ma khí, kích thước của chấn ma tháp lại tăng lên gấp đôi và cố gắng chấn áp xuống. Nhưng so với động ma khổng lồ thì nó vẫn nhỏ hơn rất nhiều. Kim Thiển Linh Vương chắp tay, giương hai cánh ve. Cánh ve khẽ rung rinh giống như ánh sáng của sương mù. Tiếng ve kêu một lần nữa vang lên rất chân thực. Vô Ý Tăng, Cố Nhạn Ảnh và ngay cả Kim Phú Quý và Nhạc Vũ Dương và những người khác cũng theo sau góp sức để thôi thúc hắc xa của Phật Quang. Gió mạnh và tinh thần chiến đấu dâng cao, áp chế ma khí cuồn cuộn. Sở Liệt Vương ăn một viên linh đan, rồi từ từ đè Thanh Châu đỉnh xuống. Nhưng vào lúc này, ma khí đột nhiên càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt. Thanh Châu đỉnh bị nâng lên, rõ ràng là ma khí ở trong một động ma khác do một tên ma dân rất mạnh ra tay. Ngay sau đó, trong động ma vang lên một tiếng âm thanh như núi gào sóng gầm. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Lúc này họ mới nhận ra rằng đại quân ma vực mà bọn họ cố gắng hết sức để tiêu diệt chỉ là đội quân tiên phong mà thôi. Bây giờ tất cả mọi người đều sức cùng lực kiệt, ngay cả Thanh Châu đỉnh cũng bị yêu khí lật đổ. Trong lòng họ không khỏi có chút tuyệt vọng, lần này phải làm sao để ngăn chặn đây. Tiểu An hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói: Việt Vương bệ hạ, theo dõi trận chiến lâu như vậy rồi, có thể hiện thân để gặp mặt được chưa? Trong lòng Sở Liệt Vương run lên, hắn nhìn theo tầm mắt của Tiểu An đến một ngọn núi mây nổi bồng bềnh ở một nơi rất xa cuối chân trời. Theo sau giọng nói của Tiểu An, núi mây cũng dần dần tản ra, không gian trở nên trống rỗng. Nhưng rất nhanh sau đó đã có ánh sáng cầu vòng vặn vẹo và run rẩy lộ ra trong hư không, xuất hiện một ngân long vương màu bạc sáng ngời bay thẳng về phía núi Đại Phật. Mọi người đều đứng trên động ma, nơi giao nhau giữa hai thế giới, nơi cảm nhận được nhiều sự ảnh hưởng một cách mạnh mẽ nhất. Hắn cũng tập trung vào việc chống lại lũ yêu ma, nhưng không ai chú ý đến. Trong lòng Sở Liệt Vương cảm thấy chua xót, đây đúng là nhà rột gặp mưa lớn. Thành Châu đã đẩy giấy tai họa, viện quân của Long Châu thì không tới, mà kẻ thù lớn lại đến. Khi Ngân Long Vương đến gần, Nam Việt Vương lớn tiếng tuyên bố: Sở Liệt Vương, đất nước của ngươi đến ngày diệt vong rồi. Sắc mặt Bất Nộ Tăng, Nhạc Vũ Dương, Kim Phú Quý đều biến sắc. Việt Vương bệ hạ, nhanh tới giúp ta trấn áp động mà. Tiểu An hình như không nghe lời của Nam Việt Vương tuyên chiến. Ngươi nói cái gì? Nam Việt Vương hơi sửng sốt, cũng cảm thấy rất nực cười. Tiểu An đạo hiếu, ngươi nghe không rõ sao? Ta tới đây để diệt nước Sở. Cho dù vừa rồi ta mới giúp ngươi, nhưng cũng không nên được voi đòi tiên như vậy chứ. Nếu không phải ẩn nấp trong núi Vân Sơn và nhìn thấy khí thế tấn công đáng sợ của Tiểu An, thì hắn đã tấn công trực tiếp vào nàng để cho nàng thấy được sự quyết tâm tiêu diệt nước Sở của mình. Lúc này hắn xua tay. Ngươi đã quy y cửa Phật rồi, chuyện này không liên quan tới ngươi, lùi sang một bên đi. Phụ vương, xin ngươi chuyển ngôi vị lại cho ta. Tiểu An quay qua nói với Sở Việt Vương. Được. Sở Liệt Vương không chút do dự. Bây giờ người duy nhất có thể cứu được nước Sở chỉ có con gái của hắn. Chỉ cần giữ được cơ nghiệp của mấy đời tổ tiên thì cho dù nàng là kẻ thù của Phật môn hay gì đó cũng đều không quan trọng. Từ hôm nay trở đi, Huyền Nguyệt công chúa sẽ kế thừa ngôi vị của Sở Vương, lấy hiệu là Sở U Vương. Sở U Vương. Tiểu An trầm giọng lẩm bẩm, quay qua nói với Nam Việt Vương. Bây giờ chuyện này có liên quan đến ta rồi. Ngươi như vậy là đang ép ta. Nam Việt Vương nhíu mày. Sở Vương bệ hạ lần này tới đây là vì muốn giành Thanh Châu sao? Tiểu An hỏi. Nam Việt Vương trầm ngâm một lát rồi nói. Cũng không phải. Diện tích của Thanh Châu nhỏ hơn Vũ Châu rất nhiều. Hơn nữa của cải tài nguyên cũng không phong phú bằng ở Vũ Châu. Ngay cả ưu thế lớn nhất là tài nguyên về dân số cũng đã suy yếu đến cực điểm vì phải trải qua kiếp nạn. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 196 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.